người đến trở lại với kênh của Diễm Hoàng. Hôm nay mình sẽ làm thử thách với người yêu mình đó là Duy Trường. À, từ khi yêu rồi mình phát hiện ra Duy Trường không ăn cay, mình quyết định làm thử thách đó là ăn mì cay. Đấy, nếu mà thua, người thua sẽ phải làm theo điều kiện của người thắng đưa ra. Ai ăn xong trước sẽ là người chiến thắng. Mọi người cùng theo mình để xem Duy Trường mà kiểu này chắc chắn được thắng rồi, xem Duy Trường phản ứng thế nào, xem Duy Trường có nhận thử thách không. Nani? Bỏ chó à? Anh làm gì đấy? Anh làm chó à? Anh làm gì đấy? Còn chó à? Thử thách không? Đấy. Thử thách không? Đúng. Thử thách không? Thử thách gì? Thử thách. Bởi vì ai? Ăn mì cay thằng nào? Ai đâu? Sợ. Nào? Sorry. Ai ăn xong trước thì người đấy sẽ thắng. Người đấy sẽ được. Ăn mì cay xong trước á? Ờ. Em đâu ai ở quán em ở đấy? Ăn ở đây. Mình nấu. Mình ăn. Ai nấu? Em nấu. Nhưng có biết đâu không? Biết nào không biết. Ok, nhưng được cái gì? Nếu mà thắng thì được. Nếu mà thắng thì được ra điều kiện cho người khác. Người thua thì hai người chơi thôi. Ý tưởng này của ai? Của các bạn. Của ai? Của các bạn. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau mà. Yeah. Chơi luôn. Chơi. Ok, bây giờ đi làm gì đi. A few moments later. Ok thì mình ăn đồ xong rồi, đã xong giờ mình sẽ bắt đầu thử thách luôn nhé. Ờ khoan hai bạn. Thử thách bây giờ là ai ăn xong trước thì là người kia sẽ hình phạt cho người bị thua. Vâng. Thắng thì là được hình phạt cho người thua, đúng không? Nhưng vợ đây là em gã anh như thế. Nhưng bây giờ anh gã em lại như thế này. Gã lại. Cho đi có lại toại lòng nhau đúng không mọi người? Đấy các bạn ơi thì hôm nay ở trên mạng đã thách thức Duy Đường thì Duy Đường cũng lại thách thức lại. Tèn 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 tèn. Ai thắng ra được thêm 1 triệu. Em thế. Ok, câu tập đây đi bạn ơi. Câu tập đây bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nha. Dù sao đi nữa thì dù bạn thua thì tình cảm anh em mình vẫn đong đầy thế. Được bạn ơi. Ok, bắt tay này. Mãi bên nhau bạn nhé. Bạn nào mình chẳng nào bạn ơi. Con người. Ok, thì bây giờ chuẩn bị chưa? Bấm giờ không? Cho cửa anh bằng lá này. Ôi giời ơi, em có chuyên gia như thì có cái gì bằng đây không đấy? Con đọc cái thiết điều này. Nhưng mà anh khác sao đây? Chơi nha. Bắt đầu chưa nhỉ? Hả? Bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Nước đi. Bỏ cái tay ra là cái gì đấy? Nước tắt vào nó chạm vào đấy. Thật quá. Xem của em ăn. Mẹ đi. Ngoài nghe ui xe máy của ai lúc nào mà đưa. Mình đang chịu anh đâu mà.
là ở đây đây. Nhưng không của anh thì đây. Của em đây là mùi của anh là đúng cái mùi ngon. Không. Chưa đi bằng cái gì? Đây mọi người, các bạn đây. Các bạn cái bằng người thì được. Đây. Mày ăn đây.
hình vạn triệu hình vạn lắm. Kết quả là các bạn ơi, những quần đôi các bạn tay á, cho con người cho con người đối với Di Trường thì có bao giờ để làm người trung cuộc đâu, đúng không mọi người? Thì anh em xem clip này của Di Trường ấy thì ủng hộ kênh Trường Thiên Mạng nhá. Còn bây giờ thì ra một thử thách cho các bạn là cái gì nhỉ mọi người? Không ra hình phạt quên mất là thử thách. Hình phạt là bây giờ là cái gì nhỉ? Hình phạt em thích là gì? Em thích nhẹ hay là hình cảm lâu lâu hay là như nào? Như là anh, em có thích là muốn anh đưa nhẹ hay là muốn là một hình phạt cực nặng? Đó. Bây giờ tình yêu thì có như là nặng. Thì nó phải làm đầy không ạ? Cái hình phạt nó phải làm đầy. Thôi, cái này thì ghê lắm, phải tìm được nghịch với nhau. Thế thì có thể có phức tạp có gì cho nó tâm trí. Em lấy cho anh luôn nhá. Em lấy hình phạt đúng không? Không. Hay quá. Hình phạt là gì bây giờ nhỉ? Hình phạt là bây giờ em đợi. Em gặt cái bát từ đây vào trong nhà kia. Mời vỡ hay sao? Không vỡ rồi, anh thử rồi. Thế là lấy bát này nhá. Mở bát này. Đây. Lấy được cái bát này. Hình phạt các bạn nhớ đăng ký.